Con nghe tiếng ngái của ổng cô, con nghe tiếng ngái của ổng cô. Ủa hả, mệt quá đó con. Chắc chạy. Nhưng mà ổng nói lớn lắm cô. Có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó trùm xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết. Con quê lắm luôn. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi mà nhậu uống nó rất là được, tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà anh. Ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ổng mới nói là làm bạn gái anh nha. Ổng tỏ tình con. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi. Con nghe tiếng ngái của ổng cô, ổng nói lớn lắm cô. Trời ơi con quê mà con không biết. Con quê lắm luôn. Quen con á là ông này giống như là người yêu ở 63 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ổng chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chắc lẽ là mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu chuyện của cặp vợ chồng đầu tiên ngày hôm nay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Nhỏ xíu vậy. Ngồi đi cưng. Rồi, xin chào hai em. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì con xin giới thiệu chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và chào quý vị khán giả của chương trình. Con xin tự giới thiệu con là Nguyễn Như Vân. Con sinh năm 1991, hiện tại thì con đang là một nhà sáng tạo ở trên nền tảng YouTube. Rồi, mời con. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận và xin chào cô Hồng Vân. Xin chào quý vị khán giả. Con là Nguyễn Hữu Ái, sinh năm 1992, thua vợ con 1 tuổi. Lái máy bay ạ. Dạ vâng. Hiện tại con đang là phóng viên của kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vậy hả? Hai đứa coi như là cũng hỗ trợ qua nhau về ngành nghề đúng không? Dạ đúng rồi, chính xác. Nhưng mà chắc có lẽ là hai đứa chắc cũng gặp nhau. Đoán đi nè. Trong một lần coi như là anh này anh đang làm chương trình căng thẳng quá, ảnh mới ra ảnh cầm một cái điện thoại, ảnh mở vô một cái trang YouTube coi Vợ Chồng Son hay coi Bạn Muốn Hẹn Hò gì đó, xong cái anh nhìn thấy có nghĩa là giới thiệu đề xuất một video clip của con bé nào đẹp quá, con bé tên Vân, thế là anh follow và follow sau đó là ảnh cua cô bé này luôn, đúng không? Dạ không đúng lắm đó. Thôi, con kệ đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào? Dạ, thật ra thì tụi con gặp nhau ở truyền hình Quốc hội. Ngày xưa con làm biên tập viên. Vậy là đồng nghiệp đúng không? Dạ, đầu tiên là đồng nghiệp. Hồi xưa cái mô hình của truyền hình Quốc hội là phóng viên của các tỉnh thành. Thì con phụ trách thành phố Hồ Chí Minh, còn chồng con phụ trách tỉnh An Giang. Dạ, nhưng mà có một ngày là tất cả những cái xe ô tô của truyền hình Quốc hội sẽ phải lên thành phố Hồ Chí Minh để gắn GPS. Dạ, định vị xe đó. Thì chồng con đem xe lên, thì lúc đó là anh em báo chí, anh em trong truyền hình gặp nhau. Kiểu như là mình phóng viên rồi mình nói chuyện qua lại thôi. Thì lúc đó ảnh nói là tia con đúng không? Dạ, ảnh nói là ảnh tia con. Nhưng mà lúc đó con tự nói luôn hả? Nó em ơi anh tia em. Sau này anh mới kể vậy á. Chứ lúc đó con có người yêu rồi, con không có quan tâm tới ảnh. Dạ Ái ơi, nhưng mà ở trong đài truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái. Tại sao con lại tia cô này chứ? Trước khi lên Sài Gòn á là bọn em ở dưới tỉnh á, và mấy anh ấy thì bảo là ở Sài Gòn có một cô MC xinh lắm, cũng kiêu kỳ, cũng khó gặp lắm, nên là em thử lên em tán thử xem có đủ hay không. Đó là một lời thách thức và cũng là vừa đùa nhau á. Thì sau khi lên thì em gặp Vân, thì Vân cũng tiếp đón như mọi người khác thôi. Vân rất là nhiệt tình, sôi nổi mà nhậu uống nó rất là được, tiếp cả cái đội đồng bằng sông Cửu Long luôn mà anh. Lần đầu tiên Vân gặp mà bạn Ái thì cái cảm giác của Vân như thế nào? Thật ra là con thấy chồng con á là hơi lai, kiểu cũng hơi lai Ấn Độ, nhưng mà ảnh không phải gu con, tại ảnh hơi lùng. Anh hơi lùng so với con. Nhưng có nghĩa là cũng không có, có nghĩa là chỉ nhìn thoáng qua thôi, chứ không có để ý gì cả. Dạ đúng rồi. Vậy thì chắc có lẽ là bên này sẽ là tìm cách để mà tấn công cô này. Bên đây là kèo dưới nè. Đó, là đổ trước nè, đúng không? Không, thực ra lúc đấy con cũng đang có người yêu. Tức ghê không cô? Mà chủ yếu là tại vì bị lời thách thức kia, với lại là nhìn gặp cũng thấy xinh quá, nên là cũng thử xem thế nào. Sau lần đó thì con xin Facebook, rồi xin số điện thoại, là cũng như đồng nghiệp bình thường. Sau đó thì hình như là cãi nhau với người yêu, nên là người ta tút trên Facebook là tâm trạng buồn. Thế là con chạy vào con hỏi han. Cơ hội của mình là đến rồi, đây là con tấn công ngay lúc đấy. Đến khi nào thì ảnh mới tỏ tình. Sau đó có một cái chị đồng nghiệp làm cùng với vợ con, thì chị ấy tạo điều kiện là chị ấy đặt một cái vé là xem kịch. cho hai chị em đi. Nhưng mà chị ấy lại âm thầm chị ấy gọi cho con bảo là em đi lên đi chơi với Vân đi. Để con kể khúc đó cho cô là tại vì hả, thực ra là gì nè, không có đơn giản là chị đó đặt đâu, mà tại chị ổng làm cho con giận. Xong rồi cái ổng lên Sài Gòn nhưng mà ổng nói dối con là ổng đang ở An Giang. Cái con nói chắc chắn là ổng nói xạo tôi rồi, ổng đang ở đâu, ổng không nói là không nói. Là con rất là giận luôn. Cái tối đó con quyết định là con đi coi kịch. Thì con tới là con đã thấy ổng là cầm một bó hoa hồng, 11 bông. Trước khi mà vở kịch bắt đầu á thì ổng mới nói là làm bạn gái anh nha, ổng tỏ tình con. Xong cái kiểu con cũng kiểu như thấy bất ngờ á, kiểu mình rất là bất ngờ, mình cũng hơi xúc động cái đoạn đó. Cái con im im cho ổng nắm tay, con cũng gật đầu nhẹ thôi, cũng khoái khoái nhưng mà mình chưa có nói đồng ý. Sau đó nha cô, ý là con đang hạnh phúc, kịch nó bắt đầu rồi thì kịch nó sẽ có những cái đoạn đó cô Vân là chú Thuận nó hay kiểu như chuyển cảnh thì nó sẽ tắt đèn tối và nó tắt âm thanh luôn. Con nghe tiếng ngái của ổng cô, con nghe tiếng ngái của ổng cô. Ủa mệt quá đó con, chắc chạy đó, nhưng mà ổng ngái lớn lắm cô. Có nghĩa là tự nhiên cái tất cả mọi thứ nó trùng xuống rồi tự nhiên lên. Trời ơi con quê mà con không biết, con kêu con quê lắm luôn. Nhưng mà cho chú hỏi này là con ngủ suốt vở diễn luôn hay là tới giải lao rồi con giật mình thức dậy? Dạ lâu lâu bị đập dậy ạ. Con cứ ơi bóp cái lại hay là ngái nhỏ gì quê. Nhưng mà hết vở diễn đó thì con có đồng ý là bạn gái của anh không? Dạ có, thấy tội chứ. Thấy tội đúng không? Dạ thấy cũng nhiệt tình, thấy cũng thương con. Lúc đó là hai đứa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu xa. Dạ yêu xa. Yêu xa bao lâu? Yêu xa chắc cũng nửa năm thôi à. Dạ. Rồi xong ảnh mới xin lên Sài Gòn. Mà trong quá trình đó thì có giận hờn, có ghen không? Dạ ghen thì bên này ghen nhiều hơn. Thì đó con ghen... chỉ ghen với một người duy nhất là người yêu cũ thôi. Dạ. Người yêu cũ là ở An Giang đúng không? Dạ không ạ, người yêu cũ của con là ở tít ở ngoài Bắc cơ. Dạ. Như vậy là xa quá xa luôn. Dạ, trước khi quen con á là ông này giống như là người yêu ở 63 tỉnh thành đó cô. Ôi. Cuối cùng ông chọn thành phố Hồ Chí Minh đó cô. Vậy hả? Trong quá trình mà hai đứa yêu xa thì chắc chắn là người yêu cũ còn liên lạc hay gì? Đúng rồi cô. Đó, đúng không? Con là con được hơn một cái là anh chị em của anh này rất là quý con. Con phát hiện là do anh trai họ của anh này chụp hình báo con. Hay quá. Anh nói Vân ơi, tao thấy ai đi với nhỏ nào không phải mày. Trời ơi con gọi ổng phải 100 cuộc, ổng đâu có nghe. Con gọi số 9 ông không nghe, con gọi số phụ ổng lại càng không nghe. Mà hả, số phụ ổng để tên con là tên Hùng quay phim. Chứ không có để tên Hùng quay phim, để tên con. Ủa tại sao lại có cái chuyện như vậy? Tại vì lúc đó nó không biết làm sao nữa anh ạ, bí quá rồi nên là mình cứ phải làm liều thôi ạ. Nhưng mà lúc đó là em vẫn còn có mối gì đó với cô bạn gái cũ hay sao? Dạ lúc đấy tại vì cũng đang vừa thương cả hai bên. Trời ơi. Tức là ngay lúc đó là con chưa có thể quyết định được mà con vẫn còn bỏ thì thương vương thì tội đúng không? Đúng rồi. Rồi sao giải quyết sao nè? Dạ sau đó là... Anh kể cái chuyện đó cho cô chú nghe đi. Cái đêm đó là Vân gọi cho con khoảng tầm hơn 100 cuộc điện thoại. Con không nghe. Sau đó Vân sẽ gửi cho con một cái email, sẽ viết là anh như thế là không được, cái này dài lắm nên là con cũng không nhớ nữa. Thế là sau hôm đó thì có một chị đồng nghiệp của con ở ngoài Hà Nội, chị bảo là thôi em đi ra đây gặp Vân nói chuyện một lần. Một là xác định là chia tay, hai là hai đứa yêu nhau. Thì sau hôm đó thì em lại bay ra Hà Nội, em gặp Vân thì hai đứa nói chuyện qua lại thì em xác định là thôi chia tay cái bạn ở ngoài Bắc và xác định với Vân. Như vậy là hai đứa lại chia tay bao lâu thì mới quen lại? Dạ chia tay thì sau đó tầm khoảng cũng ngắn Dạ mà lúc đó là ảnh nỗ lực dữ lắm, xin phép qua nhà bố mẹ con luôn. Vậy thì con có ra ngoài quê của ảnh để mà gặp ba má anh không? Dạ có. Rồi ra ngoài đó có khác biệt gì về vùng miền hay không? Dạ có. Trời ơi, cái chuyện mà con cô về quê ảnh là một cái câu chuyện rất là kiểu như là một sang trang mới luôn. Quê chồng ở đâu? Quê chồng ở Hà Tĩnh. Vậy là nếu mà đúng vùng miền luôn là nói mạnh người nào người đó nói đó, đúng không? Con không hiểu một cái gì đó cô Vân, con không hiểu. Cả nhà ảnh ngồi chung quay quần nói chuyện với nhau và cả nhà ảnh cười lên. Cái con cũng cười nhưng mà con không hiểu một cái gì hết, kiểu là mọi người cười lớn thì con cười lớn, cười mồi đó. Dạ mọi con cười hùa, cái mọi người cười nhỏ cái con cười nhỏ lại. Nhưng mà tối con hỏi lại cái ảnh kể lại con cười lại lần nữa. Là sao? Có nghĩa là con hiểu câu chuyện đó một cách thực tình rồi đó, có nghĩa là con thực chất là con hiểu được rồi đó. Có những cái từ vựng mà con bây giờ con mới thật sự biết luôn, ví dụ như là cái trốt, đâu cái trốt là nhấc cái đầu. Cái gì? Đâu cái trốt là nhức cái đầu. Đâu cái trốt là nhức cái đầu. Cái này giờ chị mới biết luôn á. Còn một cái nữa cô, cái trục cùi. Trục cúi. Trục cúi. Cái chỗ cúi hả? Trù cúi. Đó, con cúi là cái chỗ cúi là cái cành sau mông. Cùi tay này. Cùi tay hay sau mông? Con tưởng là cái sau mông nhưng mà nó là cái này này. À, cái cùi lói á. Dạ. Cùi lói á. Cái cùi tay này gọi là cùi chỏ. Dạ. Nhưng mà nhà của con là ưng vợ con liền không? Đây là cô thứ hai dắt về nhà. Nên là cô thứ nhất là bị không có chịu á. Dạ. Cô thứ hai về dắt về thì bố mẹ với là bà đồng ý. Nhưng tại vì bà nội là người khó nhất, bà đồng ý rồi thì mọi người cũng đều là dễ. Như vậy sao chuyến đi đó là về là cưới liền luôn hay là bao lâu mới cưới? Dạ, chuyến đi đó về thì con được cầu hôn. Là tầm khoảng nửa năm hơn. Dạ, hơn nửa năm. Rồi như vậy là cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Con cưới là 2018. Thì là 3 năm. Dạ, sang năm thứ tư rồi đó. Con có một em bé chuẩn bị 2 tuổi rưỡi rồi. Rồi, bây giờ tới cái phần mà quan trọng nè. Con coi Vợ Chồng Son con cũng biết rồi đúng không? Dạ. Cái phần mà vạch mặt cái người đối phương đó. Con rất thích phần này. Con là người đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Dạ con muốn vậy gì con trời ơi chồng con á có một cái tính đó là ảnh rất là thích nhậu, ảnh nhậu dữ tợn lắm, có nghĩa là hả? Tại vì ảnh quá nhiệt tình đi, cái tính của ảnh là ai rủ cái gì á ảnh cũng sẽ đi hết. Với lại thêm một cái nữa là bạn bè của ảnh là giống như là tứ hải gia huynh đệ với 4 phương là bạn. Và ảnh nhậu một cái là nhậu cũng hết sức. Cho nên là con hay quạo. Mà tính bỏng thì lại kiểu nhây lầy cợt nhã cô chú. Không có kiểu giống như là nghiêm túc đâu. Con mà quạo cái ông về ông chọc cho quạo hơn. Ảnh thì ảnh ít chia sẻ công việc của ảnh cho con lắm. Đối với ảnh là nhiều khi những cái việc làm ngoài của ảnh con không có biết. Cho nên là có nói ra cho con cũng không có chia sẻ được nhiều. Ảnh không nói cái ảnh tự stress. Cái ảnh im cái ảnh con nói ảnh không có phản ứng. Mà con không thích vậy, có nghĩa là mình làm gì mình cũng phải được nhận cái sự phản ứng của đối phương á. Có một lần đang ăn cơm mà kiểu như ảnh rất là nhây, ảnh con hỏi nó không trả lời, mặt ảnh nhăn nhăn nữa, khó chịu nữa. Con tức quá con đập chén. Ôi. Con hơi dữ một chút. Sao ảnh hốt lên nữa. Quýnh luôn. Một cái bóp luôn. Còn có quánh lại không? Dạ không. Khóc quánh sao lại. Quánh sao lại. Mà tại vì ảnh làm cái hành động đó là tại vì ảnh bị ám ảnh. Là trong quá khứ đã từng diễn ra cái hành động đó rồi và ảnh bị sợ cái hành động đó, cho nên là cái phản ứng này của ảnh là giống như là để tự vệ và bản năng thôi. Nhưng mà con cũng không vừa, có nghĩa là ảnh đánh con xong con tức quá con khóc á, mà con từ đó giờ là chưa ai đánh con hết. Con đập thêm cái nữa, con đập thêm cái nữa. Cái nữa. Khóc quá trời, cái ảnh rén đỡ con lên hốt. Hốt xong chạy lại xin lỗi vợ đúng không? Dạ xin lỗi vợ. Hết giận. Rồi đó là lần là nặng nhất. Nặng nhất. Dạo này thì bớt rồi. Sau cái vụ đập đó. Thôi giờ coi như bớt rồi, coi như là không tính nữa. À không tính nữa. Đã có cải thiện rồi. Dạ có cải thiện. Những cái tật xấu nào mà nó dí dỏm á, có bày hày không, có lượm thượm không? À có một cái chuyện này, có nghĩa là ảnh cái tính của ảnh là ảnh bị chậm chạp. Có nghĩa là ảnh cái lúc nào mà ảnh lanh thì ảnh lanh dữ lắm, bị lanh chanh luôn. Nhưng mà cái lúc nào mà ổng chậm á thì là ổng trời ơi. Có nghĩa là ngày xưa nhà con á là ăn xong rửa chén liền, nhưng mà ảnh không có. Nghĩa là ảnh ăn xong là ảnh sẽ ra ảnh nằm bấm điện thoại, ảnh nói là ai ăn xong phải để cho tiêu hóa. Xong ảnh tiêu xong cái anh ra anh uống nước ngọt, ảnh nói là phải tiêu nước ngọt. Xong mà ảnh nói không ăn xong làm sóc hông, ổng ngồi cả tiếng đồng hồ bấm điện thoại luôn cô. Là chiêu, cái này là chiêu rồi. Cái này là chiêu á. Cho nên là buổi tối lúc nào cũng bị ngủ trễ hết. Dạ, kiểu như vậy. Chắc có lẽ là vợ con không có tật xấu gì đúng không ấy? Dạ, vợ con ngoan lắm. Chả bao giờ làm gì cả của chú. Chả bao giờ làm gì. Dạ, tại vì cái tật này không xấu không đẹp mà tật kinh dị nha. Dạ, vợ con chỉ nấu ăn xong rồi là bát đũa là con rửa. Thứ hai là lau nhà là lúc nào là mặc định là con không bao giờ đổ rác. Cho dù rác nó bẩn như thế nào vợ con cũng để đó. Rồi còn gì nữa? Cằn nhằn. Cứ nhai đi nhai lại một cái chuyện, ví dụ như con đi nhậu một bữa đi, cứ nhai đi nhai lại bảo sao hôm nay anh lại đi nhậu mà anh không báo trước. Chú có bao giờ ai đi nhậu mà phải báo trước 2 ngày không chú? Đây là phải xin phép trước 2 ngày mới được cho đi nhậu. Không phải mình làm gì cũng có kế hoạch đó cô chú, có nghĩa là để con biết tối ngày hôm đó anh đi, con rủ bạn bè con qua để con đỡ cô đơn, hay là con rủ bà ngoại qua, hay là em gái con qua để phụ con tắm rửa con, kiểu vậy. Ảnh không bao giờ nói trước hết. Ổng nhậu 6 giờ là tầm khoảng 5 rưỡi mới báo. Em anh nhậu nha, hôm nay ai mời anh list không kịp đúng không? Con đâu kịp đánh gì đâu. Có nội quy ăn nhậu gì không? Dạ có chú. Cứ sau 12 giờ thì đóng tiền nhà gấp đôi. Cho nên ổng cũng khôn lắm cô chú. 11h59 mở cửa. Ủa, canh đúng bon 11h59 mở cửa. Có khi là ông làm gì, ông đứng ở ngoài đó ông làm gì á, đúng 11h59 mở cửa. Có nhiều lúc là em tròn cổ đúng không? Dạ vâng, nhiều lúc đúng không? Nghĩa là về rồi nhưng mà mình cứ ngồi ở dưới sảnh mình chờ, mình chơi một lúc. Tức lắm đó. Tiền tới rồi, cái bon một cái mở ra là bay. Ai ngờ ren xuống mở cửa. Dạ, tức á. Rồi sao còn đặc gì nữa không nè? Ghen sao này, ghen dữ dội không? Ghen cái vụ này ghen mà. Có ghen ạ. Vừa rồi là con có nhắn tin trên Facebook á, cho một cái bạn gái, không phải là bạn gái mà là người con gái. Cái điện thoại của con nhắn tin thì nó sẽ hiện lên cả trong iPad. Thế là bà ở nhà bà cầm iPad bà ấy đọc được. Là cái bé đấy là bé tên là Vân Anh. Có một cái tin nhắn từ cách đây từ năm 2018 rồi. Là hỏi là em đang ở đâu, đã về nhà chưa. Thì hôm nay con lại nhắn tin thêm là 30 tháng 4 này em có về quê hay không. Tại vì đây là con chú đó, để về gặp nó. Thế là về đến nhà hùng hùng hồ bá ấy, làm ầm hết lên bảo anh vừa nhắn tin cho ai mà hỏi đi về đi nọ thế này thế nọ, xong rồi còn hỏi đang ở đâu nữa. Thế là hỏi ra mới biết là nhắn tin cho bé Vân Anh. Quê hả? Quê thì quê lúc cảm giác sao? Quê. Con cười giống vậy nè cô. Nhưng mà là chỉ có trận đó thôi đúng không? Dạ con chỉ ghen vậy thôi. Bây giờ thì Vân, con mong muốn Ái thay đổi điều gì? Con mong là ảnh bớt nhậu, tại vì không phải là do con không thích ảnh đi nhậu, nhưng mà do ảnh cũng có bệnh, cái nồng độ HB hơi cao một tí đúng không? Dạ. Cho nên nó là có một khoảng thời gian anh ngưng rồi, nhưng mà chắc là do cái tính của anh nhiệt tình với anh thích, mà anh nhậu đâu có một lần một tiếng đâu, nhậu 4 tiếng không à. Cái thứ hai nữa là con nghĩ là có gì thì cũng nên chia sẻ với con á, tại vì có thể là con sẽ không hiểu hết, nhưng mà ảnh nói ra thì ảnh cũng sẽ thoải mái hơn là anh để một mình. Rồi bây giờ con muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ cần muốn vợ con là chăm chỉ thêm một tí xíu, và nhất là đừng có cảm ràm nữa. Nhiều khi con nghĩ là con chia sẻ vợ con rồi vợ con nó suy nghĩ tội nghiệp nó đúng không? Dạ vâng ạ, tại vì có nhất là nhiều việc mà vợ không thể xử lý được mà bắt buộc mình phải xử lý, mà nói ra bà ấy cũng không hiểu, mà bà ấy lại suy nghĩ hơn là nữa, xong nên là thôi thà một mình chịu đi để cho bà ấy thoải mái, thì bà ấy còn chăm con ở nhà nữa. Thì đó là đối phương đều nghĩ cho nhau hết á. Nhưng mà thực sự con biết không, kiểu mà cái tâm lý của những bà vợ á, ngộ lắm. Mình biết là mình không hiểu gì công việc của chồng hoặc là chồng đang làm gì, nhưng mà giống như là mình càng không hiểu được, mình càng khó chịu, mình biết chồng mình đang bế tắc đó, nhưng mà bây giờ á mình không được cái sự chia sẻ đó, mình sẽ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc á, con biết không? Đó, thành ra là theo cô á, con không cần phải nói hết, tại vì nói hết vợ con cũng hiểu, nhưng mà con chỉ cần nói là nếu mà chút xíu mà chồng có hơi bực bội hay là mặt chồng quạo quạo thì vợ đừng có nghĩ gì nha, là chồng đang bực cái việc cơ quan thôi. Dạ vâng. Ví dụ thì con chỉ cần như vậy thôi là đủ. Thôi chắc chắn là sau giờ này với lời khuyên của cô Vân, chắc chắn là anh ấy sẽ thấu hiểu và sẽ có một sự thay đổi. Dạ. Con cảm ơn anh cô. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Cảm ơn hai con. Dạ. Nắng lên cao, lúa lên màu, xứng danh hạt ngọc trời quê ta, hát vang lên với ba không, hạt ngọc trời gạo chuẩn, hạt ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Kêu đi mua rau thơm thôi, mua rau thơm gì để trộn gỏi. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nó con 120.000. 120.000. Trời ơi, cha con là dạng kiểu là bê bối, thải đồ đâu là để đó luôn. Rồi, nhưng mà em cũng vui dọn đồ của anh mà. Anh cũng muốn nói là anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lo một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em, cho em là có tuổi thanh xuân là được vui chơi, được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Người lớn sát họng đờm ho, án phế Nam Dược khỏi lo dùng liền. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng này. Và bây giờ mời cặp vợ chồng chúng ta xuất hiện đi. Mấy tháng rồi cưng? Dạ được 8 tháng rưỡi. 5 tháng rưỡi hả? 8 tháng rưỡi. Trời ơi, như vậy là mình sắp rồi đó hả? Thì mình mời tới 3 người lận chứ không phải là 2 người. Đúng rồi. Trước tiên là xin thay mặt chương trình coi như là chúc mừng hai vợ chồng em sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nào. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào các bạn khán giả. Dạ con tên là Hoàng Thế Long, năm nay con 30 tuổi. Con hiện tại sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp con là kinh doanh tự do. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phùng Thị Ngọc Thủy, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay là con 25 tuổi. Con hiện tại là kinh doanh tự do, hai vợ chồng con làm chung. Hai chung shop à? Bây giờ bắt đầu kể cho chú nghe coi cái cơ duyên nào các bạn biết nhau và tình yêu của các bạn nó đến như thế nào. Dạ, là tụi con quen nhau là trên game Audition á. Đi học về là tới giờ đó là vô chơi game. Nhắc tới cái game đó chắc có lẽ là phải hơn 7 năm. Dạ đúng rồi. Xong rồi cứ mỗi lần thấy online á là vô nhảy chung. Và lần sau khi mà hai đứa chỉ có hai đứa riêng thôi á, không có những thành viên khác trong pha, mới bắt đầu mới nói chuyện. Chứ mà không là có... đâu biết mặt nhau đâu. Dạ đúng rồi, không có biết mặt nhau. Đó là ách Yahoo, ách Yahoo nhau ở ngoài. Xong rồi đòi coi, coi mặt nhau, coi như gửi hình thôi. Mà hình hồi đó chụp bằng mấy cái điện thoại cùi, đâu có nhìn rõ hay đâu mà cứ cà mặt đúng không? Đúng rồi. Hồi đó cứ kiểu là ngước mặt xuống về xong mình ngửa lên cứ chận chọn mắt á, gọi đầu hồi đó là cứ đầu sư tử. Cắt cứ sòm vậy. Không có rõ mặt. Con có gửi hình? Dạ có, con hai đứa con cũng gửi cho nhau, gửi coi nhau biết, coi mà biết nó không có liên quan gì với ngoại chứ. Đến khi nào thì hai đứa lần đầu tiên giáp mặt ngoài đời á? Dạ lúc đó hỏi con là ngày hôm đó là đi học ở đâu, xong mà cũng chỉ chỗ đó thì mới kêu là thôi để anh qua anh rước. Bình thường là nhà con khó nên là đưa rước đúng giờ đúng giấc, ba rước rồi mà hôm đó nói xạo là để quá gian bạn về. Xong rồi tới đúng giờ cái con đi xuống, chồng nói là hôm đó đi xe gì mặc áo gì, mà hôm đó đúng cái hôm mà mưa lớn ơi là lớn luôn, chỉ thấy mặc áo mưa rồi này kia nọ. Xong rồi biết cài chiếc đó cái là cứ leo lên chùm vậy, cái chở về tới đầu hẻm con chạy vô, coi như là cũng sơ sơ vậy đó, nhưng mà cứ leo lên đó. Đúng rồi. Xong rồi có sao bây giờ cứ chồng nói gặp anh đó chứ không gặp người khác á là em tiêu rồi. Rồi như vậy là cái ngày đầu tiên gặp mặt nhau ngoài đời là trong cái tình trạng là mưa gió bão bùng, trở ngại khó khăn. Vậy thì trong cái tình cảm của hai đứa lúc mà quen nhau như vậy thì có gặp khó khăn trở ngại gì không? Tại vì nhà con khó quá cho nên là nói nghe tới cái chuyện yêu đương cái là không cần biết cái đó là ai hay sao, cứ nghe tới rồi cứ phản đối thôi. Nói là học chưa học xong mà yêu đương này nọ là không được. Cho nên là trong khoảng 5 năm thì chồng con mới nói là lúc đó là mới có danh phận. Là nghĩa là 5 năm yêu trong bóng tối. Dạ đúng rồi, chỉ là lén lút thôi. Rồi ba mẹ con khi mà nghe biết con có bạn trai gì thì phản ứng của ông bà sao? Hôm đó là chồng con chở con về, đi chơi chở về. Con nhận nó là thôi để con hoài con đi vô. Cái hôm đó kiểu cũng bực quá, xong rồi nói con là chẳng lẽ để vậy hoài. Sao con nói vậy giờ anh dám vô nhà em không? Xong rồi chồng con nói là có gì đâu không dám. Vô thì vô thôi, vô luôn. Tại vì em không cho vô thôi chứ trước giờ anh đâu phải, anh không dám vô. Cái là chở thẳng vô nhà. Xong rồi ba mẹ con đang ngồi đó, tự nhiên ba mẹ con đứng dậy hết, đi vô trong. Đi vô phòng trong. Bất ngờ. Xong cái con đi vô theo. Ba con ra nói ủa mày tính làm gì vậy? Tính làm gì vậy? Xong rồi chồng con cũng ngồi đó, xong rồi ba mẹ con ra ngồi nói chuyện. Xong rồi lúc đó con như thế nào hả Long? Kiểu là mình cũng dạng là hồi hộp, cũng căng thẳng lắm nhá. Do con ngồi im một chỗ, ngồi im ru như này nè. Cái xong cứ ba mẹ vợ cứ hỏi cái gì á thì con trả lời cái đó thôi. Cứ hỏi gì hỏi trả lời, xong con ngồi im, em đứng cứng ngắc luôn. Sao cái bữa đó là Long có thường xuyên tới nhà con? Dạ có, từ khoảng thời gian đó sau đó là ăn trực ở nhà con luôn, là cứ chiều đi làm ra cái bắt đầu là chỉ thẳng nhà con, không bao giờ đi hẳn về nhà hết trơn á. Là biết là nhà ở bên đó cũng tự biết là rồi không về ăn cơm mà ăn trực là thôi rồi đó, bây giờ không có cản được rồi, thôi kệ đi. Rồi con làm cách nào để con thuyết phục được để mà xin cưới được cô này? Dạ con cũng không có xin cưới được nữa, là tụi con cũng chạy qua là thêm 3 năm nữa. Là cứ dạ cũng cứ vô ăn vậy, ăn riết mà giết ba mẹ là cứ thấy con qua là hỏi ăn gì chưa, có vô ăn không để tao xuống là làm đồ cho mày ăn, có đói hay không, vậy là cũng kiểu quan tâm. Rồi bắt đầu qua cái giai đoạn mà xin cưới thì cũng phải là cứ thuyết phục đi thuyết phục lại, nói hoài nó riết thì kiểu là mưa dầm thấm từ từ á, cái thì cũng xuôi lòng, ba mẹ cũng xuôi lòng, thì lúc đó thì mới chịu cho cưới. Lúc mà hai đứa mà yêu nhau như vậy á là có được đi chơi xa hay là có được riêng tư gì không, hay là con chỉ có được một cái duy nhất là một cái đặc ân là con về con ăn trực thôi, chứ còn con không được một cái đặc ân đưa vợ con đi chơi xa hay là này cái nọ? 8 năm trời là không có luôn. Nếu mà nói là tính ra đi chơi xa, lần đầu tiên của hai đứa là lúc hai đứa tụi con đi chụp hình cưới ngoài Đà Lạt á. Dạ, là mới đi là gần xong rồi, chính thức rồi đó. Xong rồi tới lúc đi ra ngoài đó, cứ mỗi ngày cứ mẹ gọi điện: hai tụi bay đừng làm gì nha, đi chụp hình thôi nha, đừng có làm cái gì nha. Trời ơi, tội mẹ ghê, mẹ sợ á, đúng không? Nhưng mà chồng của con á, có phải là tiếp đàn ông lãng mạn? Dạ không, dạ không. Và tình không hả? Dạ không, ông nói thẳng luôn, thẳng từng luôn. Cái ngày đó hôm 20 tháng 10, cứ con đi đâu ai cũng hỏi này cho có chồng có tặng gì không? Thì nói là chắc chợ làm gì có vụ tặng quà này nọ. Quen rồi, trước giờ quen nghe rồi. Rồi sao mà hôm đó là chồng nói là hôm nay anh đi ăn với bạn, tối mới về, cái là buồn thiêu nguyên ngày luôn. Xong tối chuẩn bị đi ngủ tới nơi rồi, bắt đầu vô thấy cái bàn trang điểm, thấy cái giỏ hoa, mà cái giỏ hoa nó xấu kinh khủng luôn. Trên cái giỏ hoa đó là để một cái sợi dây chuyền chắc lửng vậy nè, nghĩa là cái kiểu dắt lên cái đó nó cũng thấy ghét nữa. Nói chung nó không có lãng mạn xíu nào. Hoa thì nó đã xấu rồi, chồng thì ngồi đó bấm máy tính hoặc này nọ cũng không quay qua là biết con có đang thấy hay không, cũng không quan tâm, kiểu là thấy đó tặng đó này, lúc nào cũng kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cảm xúc con như thế nào? Lúc đó là từ buồn chuyển thành người nó lân thích, vui, dễ vui. Là hai đứa ở nhau được mấy năm ta? Nhà tụi con mới chắc được 10 tháng. Hơn 10 tháng. Rồi bây giờ tới đại hội dập mặt, khui tật xấu ra. Con đó, con đang bầu bì đó, cho con cái quyền ưu tiên. Chồng con cái là tật xấu là mỗi lần mà kêu chồng con làm gì á là không bao giờ mà làm liền á, còn không mà cứ để đó, cứ phải nói hoài, xong đâm ra là nói con càm ràm, nói nhiều, lại cọc tính. Như là bình thường là hiền, ai cũng nói hiền mà hiền lắm, nhưng một khi mà có chuyện gì nọ mà vô mà thành con người khác luôn á, cọc lên hay gì cái là bỏ đi, hoặc là không muốn nói chuyện rồi là kêu tự né đi thôi à, chứ không có đụng chạm hoặc là cái gì vậy. Rồi, còn gì nữa không? Thích nuôi chó với mèo, thích nuôi nhưng mà không thích chăm sóc, nghĩa là cứ tha về vậy thôi đó. Nhớ hồi đó quen là nuôi một con Alaska với con Samoy, mà về mới có nó bự á, mà tới mỗi lần mà tới nó thay lông á là lông hết búi xu nhà. Lần nào mà con qua chơi á, con cũng nghe là nó sao không khuyên nó thôi đừng có nuôi, đừng nuôi đó phải không? Kiểu là mẹ chồng con hay nói là nó cứ làm khổ mẹ, nó cứ tha về không mà nó để mẹ chăm, không nó có chăm đâu. Chồng về là người thỉnh nó về, là người đem nó về nuôi, mà nó coi như người xa lạ. Nó đâu thèm mấy, nó đi theo cái người mà chăm nó thôi. Nhiều khi về tới nhà nó nhìn nó còn sủa nữa. Bây giờ em đem về mấy con tổng cộng rồi? Dạ, thì con đem về cũng dạng là đem nhiều, nhưng mà cũng đi cho đi hết. Hiện tại là chỉ còn nuôi hai con mèo với một con chó. Hiện tại là vậy là đủ rồi. Mỗi lần mà con kêu đi mua cái gì đó là sợ lắm. Giống như lần đợt đó con kêu đi mua rau thơm thôi, mua rau thơm gì để trộn gỏi, thì rau thơm ra chỉ là một xíu dài 3.000 thôi, tự nhiên đem về con nguyên một cái bịch rau chà bá luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà đi mua rau thơm mà về nói con 120.000. 120.000. Trời ơi. Tại vì con biết sao không? Đi ra chợ quên không biết mua rau gì đó, rồi mua hết luôn đi cho chắc ăn. Mà xong rồi con dở ra thì ở dưới là rau nó hư hết rồi. Bị lừa. Là nghĩa là đi mua cái gì đó không có để ý hay không quan tâm cái đó là cái gì luôn. Cái vậy sách về nhà. Là đi cho có lệ. Dạ, đúng rồi, sách về nhà xong rồi lại để đó gọi là xong đó, xem nhiệm vụ là vậy thôi. Bây giờ đâu con thấy con bị đấu tố quá rồi, con kể coi vợ con tật xấu cái gì? Tật xấu giờ con là dạng kiểu là bê bối, xài đồ đâu là để đó luôn, giống như là tẩy trang tẩy đồ là trên bàn tẩy trang một đống vậy á, là khăn bông gì để một trang vậy á, xong vô nhà vệ sinh là cái lavabo á để mình rửa mặt á cứ một trang luôn. Mỗi lần là nếu mà con mà không dọn á là không có chịu dọn luôn, cứ để đó hoài, để hoài luôn, mà tới lúc con dọn gọn gàng xong đúng không, nhưng mà tầm qua ngày mai nó lại bề bộn ra vậy, y chang như cũ luôn. Rồi xong như mày cũng thu dọn đồ của anh mà. Xong còn hay chửi con lắm, nhưng không có làm gì á, mà cứ chửi là bị thần kinh nè, hay là bị khùng, sao điên quá vậy. Nói chung là con không làm gì á, ngồi chỗ trong lúc mà con bán hàng cho khách á, con làm chậm thì cũng quay chửi, tay có bị tật không? Nó làm chậm dữ vậy. Nó chửi nhiều lúc chửi không lý do gì để chửi đó. Mỗi lần nói vậy con bị tổn thương luôn. Hay là con thấy nó hay là vui. Riết con quen lùng rước. Mà mỗi lần con nói lại cái lại chửi còn có phải bò hay là người vậy, bò hay người mà cứ nhai hoài vậy. Nó cứ vậy mà tính của mình Trên da nhai luôn mà cứ nói con là vậy không à. Không là nói lại người ta chứ không đâu có hiền đâu dân. Không mà con nhà là lên đây con mới được nói, về nhà là con im ru. Mới được nói rồi. Rồi tiếp tục. Nói chung là shopping online được không? Shopping thì nói chung mua đặt mà liên tục luôn. Nói chung là về mà cứ tầm tiếng 2 tiếng là nghe người ta shipper gọi, shipper mà nó quen luôn, kêu Thủy ơi ra nhận hàng này em, nên tự biết ra nhận hàng vậy đó. Tới hiện tại luôn là shipper vô thẳng nhà luôn, là đưa luôn chứ không còn gọi điện nữa rồi. Giờ người ta không gọi điện cho con, người ta quá quen luôn rồi. Bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi cái gì? Ít mua sắm lại đi, nói chung mua mấy thứ cần thiết thôi. Chứ mua nhiều quá cũng không xài tới nữa. Mới lại bớt xả đồ ra đi. Mình gọn gàng lên đúng không? Mình chịu dọn luôn đi thì nó gọn gàng. Con là chỉ mong là chồng con làm cái gì đó, chuyện gì đó phải để tâm vô cái chuyện đó, chứ không phải là hành động thì làm mà trong suy nghĩ kiểu là nghĩ đâu hết trơn á. Phải để tâm vô đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nè cô chỉ hỏi một câu này thôi nè, hai đứa cái cuộc sống vợ chồng của hai đứa là ok không? Tụi con thấy vui không? Là vui không? Cô thấy thương hai đứa tụi con là biết thương sao không? Tụi con không có được tận hưởng cái tuổi thanh xuân của mình một cách trọn vẹn. Có nghĩa là suốt 8 năm là hai đứa là biết nhau, yêu nhau và đi học, và chỉ có biết một cái không gian nó rất là hẹp. Rồi sau khi tụi con lấy nhau rồi thì 3 tháng là đã có em bé rồi. Thành ra là bây giờ có em bé xong rồi là tụi con còn phải nuôi dạy em bé này kia nọ. Em bé nó phải 3 tuổi thì may ra bắt đầu tụi con mới đầu được tung tẩy được mày kia nọ. Đó là cô thương tụi con là thương cái đó thôi. Con phải nhớ lãng mạn với vợ con hay chưa? Phụ nữ người ta cần cái đó đó. Bây giờ trước khi kết thúc chúng muốn con thể hiện lời nói hoặc một hành động gì đó hết sức lãng mạn đúng không? Lãng mạn. Tôi không có nhìn thấy. Không nhìn luôn. Tôi không nhìn luôn. Anh nói mình nhiều chuyện. Đó mình coi lại chương trình thôi. Anh cũng muốn nói là anh rất là thương em với con rất là nhiều. Anh sẽ lo cho vợ và con đầy đủ. Sau khi còn lo một chút thì anh sẽ trả lại tuổi thanh xuân cho em. Cho em của tuổi thanh xuân là được vui chơi nữa. Được không phải gò bó trong một gia đình nữa. Con nói gì với chồng con đi. Sắp tới là em chỉ mong anh đó là sắp tới là lo được cho con, lo lắng chăm sóc rồi nữa cho con sau này thôi. Hay quá. Ôm nhau cái coi nè, trời thương quá. Hay quá, hy vọng là hai vợ chồng sẽ hạnh phúc nha. Và chuẩn bị tất cả mọi thứ để chào đón một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong một vài ngày nữa thôi. Chồng con vuông nha con. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có những phần quà đến từ chương trình như sau. Trước tiên đó chính là bộ sản phẩm We Welcome bao gồm 2 thùng nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan. Và món quà tiếp theo đó chính là bộ quà tặng đến từ nhãn hàng Lavina Food, sản phẩm Ojita, sữa gạo lứt giàu protein. Sữa gạo lứt giàu protein Ojita là sản phẩm được chiết xuất từ lớp cám gạo Japonica giống Nhật, mang đến hương vị thơm ngon thuần khiết, giúp thanh nhiệt giải khát, cung cấp vitamin, khoáng chất và tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể. Và món quà thứ ba đó chính là một món quà vô cùng ý nghĩa, nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ, đó là một miếng cước chùi nồi. Và đi kèm những món quà này đó chính là một cặp vé xem kịch ở tại sân khấu của người đẹp Hồng Vân. Và món quà thứ tư đó chính là trọn bộ Somo Jurika Nhật Bản với 5 màu sắc trẻ trung phù hợp với mọi cá tính đến từ Love Shopping. Còn bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đấu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi của Vui. Rồi, không mới được copy nghe chưa? Chồng bạn ghét nhất điều gì ở bạn? Đó. Chồng bạn ghét nhất cái tính gì ở bạn? Ở bạn. Cái tính gì ở bạn? Ông chồng, ổng ghét nhất cái tính gì ở bà vợ? Đó. Rồi, vợ chồng Dân quay ra. Dạ. Cam ram, căng nhăn. Đúng. Nó gần. Không, đúng nghĩa luôn. Hai vợ chồng Long cam ram, quậy quá, mở ra, nói. Đúng luôn, đúng nghĩa luôn. Rồi như vậy thì là mời hai anh chồng hay quá, bước lên một bước. Chúng ta hãy cùng trải qua một trận đánh, đó là đánh tù xì. Rồi chuẩn bị, quánh tù xì. Rồi xong. Vậy vợ chồng Long Thủy, hai em chọn màu nào? Thanh Dương đúng không? Rồi đứng yên đó, hai chồng em màu gì? màu vàng rồi tôi màu hồng. Trời ơi nó dành liền vậy đó à. Rồi lên đi con. Mời các cặp vợ chồng chúng ta cùng lên nào. Tôi với chị Vân sẽ mở trước. Mời quý vị chúng ta cùng xem nha. Mời chị Vân. 2, 3, khui. Bốc. Trời ơi có nước gì uống nè. We Welcome. We Welcome. Trời ơi nước uống ngon lắm chị ơi. Bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3 khui. Wow. Môi em đã xinh. Đánh cái son Jurika vô nó càng xinh hơn. Chúc mừng hai vợ chồng của Vân và Ái đã nhận được một phần quà. Đó chính là cước đuôi nồi và một cặp vé xem kịch tại sân khấu Triều Vân. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, Quốc Thuận cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Vợ Chồng Son bao năm qua. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV với chương trình Vợ Chồng Son. Con về thì trên xe taxi ấy, con mới thấy là ảnh mang chiếc nhẫn kim tiền ở ngón nhẫn cưới. Con bảo ơ anh có vợ rồi à? Bảo kêu chưa. Có con bảo là con không tin. Ảnh mới tháo chiếc nhẫn ra, ảnh mang qua tay con. Con kêu ơ tại sao anh mang vậy rồi em bị mất duyên sao? Cái ảnh mới nói một câu là nếu mà em mất duyên của em anh sẽ gánh. Tới hôm đó rủ đi chơi cô cũng đồng ý rồi. Tự nhiên mưa rồi. Bão chứ không mưa nữa. Rồi sao rồi chăm nến. Mà bây giờ không mưa không bão thì cái nến ở ngoài biển ở đâu ra mà nó cháy được cho con. Đó bây giờ chỉ có cái đèn bằng pin thôi. Rồi đi con lôi về nhà. Nhà ở đâu? Vô phòng. Cái con cũng chăm nến. Chăm một vòng nhưng mà cổ ở ngoài phòng khách. Cái con chăm một vòng hình trái tim rồi nè. Xong rồi quá đầu mời cổ vô. Trong cái vô mà tỏ tình ấy, vụng về lắm. Lắp bắp. Rồi cổ cho đậu hứa. Đậu chưa? Không có được trực tiếp nữa. Không được luôn à.